Các bạn thân mến, đây là miếng dán cường lực hiệu Go. Đây là một trong những sản phẩm cường lực cao cấp dành riêng cho chiếc điện thoại LG Magna của chúng ta. Một trong những chiếc điện thoại đang được bán tốt của LG tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn cùng xem cái sản phẩm bên trong nó có cái gì. Dán cường lực này được làm cái hộp rất là đẹp. Bên trong bao bì của nó cũng được làm rất là chu đáo và tỉ mỉ. Và chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có ngoài miếng dán cường lực thì chúng ta có thêm cái túi dùng để vệ sinh cái màn hình trước khi dán và miếng keo hút bụi rất là to như thế này. Đây là miếng dán cường lực của chúng ta. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái hình dán màn hình của chiếc LG Magna của chúng ta hiện ngay lên trên miếng dán cường lực này. Với miếng dán cường lực hiệu Go, Go là một trong những cái thương hiệu cường lực chất lượng hiện nay trên thị trường di động. Thì các bạn có thể an tâm về chất lượng của nó. Chúng ta có thể dán một cách dễ dàng mà không phải kỳ công như miếng dán cường lực loại bình thường khác. Để mình đang cầm trên tay cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Và để về dán cái miếng dán này thì chúng ta cần phải vệ sinh màn hình cho thật sạch. Đó là cái điều kiên quyết khi bất kỳ chúng ta dán cái miếng dán màn hình nào. Và sau đó chúng ta sẽ ướm thử trên cái màn hình chúng ta nó trông như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ lột cái lớp này ra. Lột lớp số 1 này ra thì chúng ta sẽ đặt xuống trên bề mặt của chiếc màn hình để được làm sạch. Như thế là miếng dán nó tự động nó lan ra thôi. Rất là đơn giản. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo dành cho chiếc điện thoại LG Magna của chúng ta.